Thưa quý vị, với sự nỗ lực vươn lên của các cấp hội và cán bộ hội phụ nữ trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng đã gặt hái nhiều thành quả trên các mặt đời sống xã hội, qua đó đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng Đà Nẵng, thành phố bốn an. Với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai đến các hội viên cơ sở nhiều mô hình phù hợp với từng nhóm đối tượng như nữ doanh nhân, nữ trí thức, nữ công nhân, nữ tiểu thương. Cạnh đó, thành hội cũng đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên, phụ nữ với đảng, chính quyền thành phố, phát huy tốt vai trò tham mưu về công tác cán bộ nữ. Từ đó, các cấp hội đã phát huy vai trò chủ động, giới thiệu nguồn cán bộ nữ ưu tú, có năng lực để kết nạp đảng, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất cấp ủy, quy hoạch, bố trí vào những vị trí phù hợp. Nhiều cán bộ nữ đã được tín nhiệm giao giữ những trọng trách quan trọng trên cương vị lãnh đạo, quản lý ở nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của công tác cán bộ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động các cái công trình, các phong trào thì luôn đón nhận hưởng ứng rất là tích cực. Đặc biệt sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã động viên kịp thời hội viên phụ nữ cơ sở nhận được những cái kết quả từ những giá trị về tinh thần. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, đặc biệt là khuyến khích xây dựng các mô hình thiết thực tại khu dân cư như mái nhà xanh, chai xanh yêu thương, thùng thu gom rác thải được gia đình cán bộ hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, hội cũng khai thác các nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, từng bước hình thành lối sống xanh, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng sáng, xanh, sạch, đẹp. Được sự quan tâm của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tạo điều kiện để cho Hội Ninh được các cái mô hình, trong đó là cái mô hình trồng chuối lấy lá, sản xuất phân hữu cơ, thu gom ve chai, tôi thấy rất là hiệu quả, đảm bảo được cái môi trường, định hướng được cho bà con nhân dân là phân loại được rác thải, rác tài nguyên để chúng ta gây quỹ và tặng cho trẻ em phụ nữ nghèo. Cùng với sự phát triển của thành phố, phụ nữ Đà Nẵng đã đang và sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng hoàn thiện bản thân, khẳng định vai trò không chỉ trong đời sống mà còn trong mọi lĩnh vực của xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.